Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. Thân con là bụi đất, là bụi đất, nay con trở về, về bụi cho. Trần gian này để về ngôi nhà vĩnh cửu trên trời, sắp lìa bỏ thân nhân bạn bè để về với Thiên Chúa tình thương. Trong giây phút bàng hoàng, giây phút mà khuôn mặt thân yêu của ông Đa Minh vĩnh viễn không còn được nhìn thấy trên trần gian này nữa, chúng ta hãy hướng nhìn lên Chúa và cho linh hồn Đa Minh được thấy mặt Chúa trong cõi sống ngàn thu, và xin cho chúng ta được gặp lại ông Đa Minh trong nhà Cha muôn thuở. Lời Chúa, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: tất cả những ai đang vất vả và gánh nặng nề hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường, tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng, đó là lời Chúa. Này cộng đoàn thân mến, giữa cơn thử thách này ta hãy nhìn lên Đức Kitô đấng đã cam lòng gánh chịu bao đau khổ của ta và tha thiết cầu xin: này Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Chúng con cảm thấy mình bất lực khi phải đương đầu với mầu nhiệm sự trên. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Này Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Đừng trước cảnh chia ni tăng tóc chúng con. Này xin Chúa yên ủi chúng con và chia sẻ với chúng con những giây phút bàng hoàng đau thương và bôi lôi này. Này Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Ước gì chúng con nhớ mãi hình anh ông Đa Minh và hy vọng chắc chắn sẽ gặp lại nhau trong nhà Cha muôn đời. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện: này Chúa, đã đến lúc tất cả mọi người chúng con không còn được nhìn thấy ông Đa Minh trên cõi đời này nữa. Xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh thân thương trìu mến của ông Đa Minh. Xin đừng để chúng con phải ngậm đắng nuốt cay trước sự chia ly đầy mất mát đau thương này, nhưng xin cho chúng con tràn trề niềm hy vọng sẽ được vào nước trời là nơi Chúa quy tụ mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cảm ơn các bạn.
là bố ở đây bố vậy con đây mà đi đi trả con mẹ con cái con kiếm cháu yêu ba ông ba người ba cháu con là bụi đất, là bụi đất. Nay con trở về về bụi trâu. Lạy Chúa, trên dương gian con tìm được bác Chúa. Mỗi lần đời con thấy quanh yêu, chính Ngài xóa dịu đời con. Vì Chúa thương Chúa thương con nên Ngài gọi về nơi này. Thân con là bụi đất, là bụi đất. Nay con trở về về bụi trâu. Chúa thương con nên Ngài tạo tâm, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài con. Vì Chúa thương con nên Ngài tạo tâm, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. Vì Chúa thương con nên Ngài tạo tâm, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. Vì Chúa thương con nên Ngài tạo tác, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. Vì Chúa thương con nên Ngài tạo tác, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về. Cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khi cô bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oan, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lôi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng. Để con rọi ánh sáng vào nơi tối, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp
đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lối lòng, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Nhân lành chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Linh thánh ai xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiên chi ơn an cho ban chấp hành đảng bộ, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Phúc Thắng, thưa các ban ngành đoàn thể trong và ngoài xã, thưa các quý khách xa gần, thưa ban lễ tang và nhân dân xóm 4 xã Phúc Thắng, thưa toàn thể nhân dân, thưa gia đình tăng quyến, cụ Bùi Đức Vang không còn nữa, thay mặt cho ban tổ chức lễ tang, tôi xin gửi đến gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất. Theo ý thức của tổ chức lễ tang và để đảm bảo về mặt thời gian, tôi xin thông báo tới các đoàn đại biểu, các vị có chương trình phụng viếng, đề nghị các vị
đăng ký với ban tổ chức để ban tổ chức sắp xếp chương trình. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa tăng lễ, cụ Bùi Đức Quang sinh năm 1938 tại xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, thường trú tại xóm 4, xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Qua một thời gian, cụ bị lâm bệnh nặng, mặc dù cụ đã được tập thể thầy thuốc cùng thân nhân trong gia đình tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng do tuổi cao, sức yếu bệnh trọng nên cụ đã không qua khỏi. Cụ từ trần vào lúc 16 giờ 35 phút ngày 4 tháng 9 năm 2022, tức là ngày 9 tháng 8 năm Nhâm Dần, cụ hưởng thọ 85 tuổi. Cụ là công dân xã Phúc Thắng, cụ là xã viên hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nghĩa Thắng, cụ là hội viên hội người cao tuổi xã Phúc Thắng. Trước lúc đi vào tổ chức lễ tang, tôi đề nghị ban nhạc tang nổ nhạc để viếng cụ. Kính thưa tăng lễ, từ lúc nhận được tin báo buồn của gia đình, làng xóm, anh em, nội tộc, ngoại tộc, các hàng thông gia, bạn bè thân hữu gần xa và các đoàn đại biểu đã đến phúng viếng, thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình tang quyến. Lễ viếng sáng nay, ban tổ chức lễ tang trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phúc Thắng, đoàn do ông Vũ Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã làm trưởng đoàn, trân trọng kính mời đoàn đến đặt vòng hoa và thắp trầm kính viếng cụ. Phút mặc niệm đã qua, thay mặt gia đình tăng quyến xin được trân trọng cảm ơn đoàn. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện cho cán bộ thành viên hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nghĩa Thắng, đoàn do ông Nguyễn Vũ Đình, Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn, trân trọng kính mời đoàn nên đặt vòng hoa và thắp trầm kính viếng cụ. Sau đây xin mời đoàn dành một phút mừng niệm. Phút mừng niệm bắt đầu. Phút mừng niệm đã qua, thay mặt gia đình tang quyến xin được trân trọng cảm ơn đoàn. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện cho ban chấp hành hội người cao tuổi xã Phúc Thắng, chi hội người cao tuổi xóm 4 xã Phúc Thắng, đoàn đông rộn do ông Đỗ Trọng Thúy, phó chủ tịch hội người cao tuổi xã làm trưởng đoàn, trân trọng kính mời đoàn lên đặt lễ vật và thắp trầm kính viếng cụ. Gia đình tang quyến xin được trân trọng cảm ơn đoàn.
Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện cho hội sinh vật cảnh xã Phúc Thắng, đoàn do ông Phạm Văn Thắng làm trưởng đoàn, trân trọng kính mời đoàn đến đặt lễ vật và thắp trầm kính viếng cụ. Gia đình tang quyến xin được trân trọng cảm ơn đoàn. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện cho cán bộ nhân dân số 4, chi hội khuyến học số 4, chi hội phụ nữ, chi hội cựu chiến binh số 4 xã Phúc Thắng, đoàn do ông Đinh Xuân Điệp, xóm trưởng đoàn, trưởng đoàn trân trọng kính mời đoàn lên đặt vòng hoa, lễ vật và thắp trầm kính viếng cụ. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa tăng lễ, thay mặt cho ban tổ chức lễ tang, tôi xin trích đọc tiểu sử của cụ. Cụ Bùi Đức Quang sinh năm 1938 tại xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, trong một gia đình nông dân nghèo, yêu lao động, yêu quê hương đất nước. Còn nhỏ cụ được cha mẹ chăm sóc nuôi dưỡng tận tình chu đáo, rồi cụ theo cha mẹ rời mảnh đất tổ Hải Tân, Hải Hậu đến khai phá lập ấp tại mảnh đất Cồn Vành, nay là xã Phúc Thắng. Tại mảnh đất này, cụ đã phải chịu đựng và chứng kiến cảnh nước bớt nhà tan, nước dâng đê vỡ và nạn đói chết người năm 1945. Thấu hiểu được nỗi thống khổ ấy, nên cụ đã tích cực lao động sản xuất, quay đi lấn biển, phục hóa đồng ruộng, biến đất hoang cỏ dại thành bờ sôi đồ mật, lập nên làng xã trù phú như ngày hôm nay. Cụ tích cực tham gia vào các hoạt động đoàn hội, giáo hội tại địa phương. Cụ luôn là người đoàn viên gương mẫu, tích cực đi đầu trong các phong trào xây dựng đoàn, xây dựng đội vững mạnh. Cụ tham gia vào lực lượng dân quân du kích của xã, vừa lao động sản xuất vừa chiến đấu bảo vệ làng xã quê hương trước những đợt neo thang bắn phá miền Bắc của đế quốc Mỹ. Rồi cụ xây dựng gia đình, gia đình cụ tích cực tham gia vào các tổ đội công của hợp tác xã, thi đua lao động sản xuất, đóng góp nhiệm vụ với nhà nước, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến đánh thắng quân thù. Sau khi đất nước được giải phóng, gia đình cụ cùng với nàng xóm hàng gắn lại đất nước sau chiến tranh. Cụ tham gia làm đội trưởng đội sản xuất, chi hội phó chi hội người cao tuổi xóm 3 xã Nghệ Thắng, trưởng ban hương ước nàng Tây Cường. Trong bất cứ cương vị công tác nào, cụ luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, được quần chúng nhân dân tín nhiệm, yêu mến. Trong gia đình, cụ luôn là người chồng, người cha, mẫu mực đáng kính, luôn là tấm gương sáng để các con của cụ noi theo. Cụ luôn chăm sóc, nuôi dưỡng, động viên các con của cụ cố gắng ăn học trưởng thành. Cụ sinh được 6 người con, trong đó có 5 người con trai và 1 người con gái. Cụ có 23 người cháu, 26 người chắt. Các con trai, con gái, con dâu, con rể của cụ đều là những công dân mẫu mực, tích cực và tiến bộ, luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, hiến pháp, pháp luật của nhà nước. Anh chị em trong gia đình thương yêu hoàn, thương yêu đoàn kết, hiếu kính mẹ cha, chăm sóc phụng dưỡng mẹ cha tận tình chu đáo để báo đền công sinh thành dưỡng dục của mẹ của cha. Khi cụ năm bệnh nặng,
Các con của cụ đã cố gắng chạy chữa thuốc thang, những mong cụ mau lành bệnh để cụ được bên con, bên cháu, bên người thân trong gia đình. Nhưng do tuổi cao, sức yếu, bệnh chậm, cụ đã chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay thương yêu của gia đình, của các con, các cháu, các cháu. Cụ đã đóng góp tiền nhân để trở về với cõi vĩnh hằng trong niềm tiếc thương vô hạn, nỗi nhớ khôn nguôi của thân tộc, của hàng xóm láng giềng. Cụ Bùi Đức Văn, người hiền lành, đạo đức, luôn sống tốt đời, đẹp đạo, kính chúa yêu nước. Lúc khỏe mạnh cũng như lúc trái gió trở trời, cụ luôn hết sức ân tình, thương yêu quý trọng trong tình nàng nghệ xóm thân thương. Cùng với nàng xóm, quê hương thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đường làng ngõ xóm sáng xanh sạch đẹp. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa tăng lễ, thế là chỉ còn ít phút nữa thôi, cụ Bùi Đức Văn sẽ vĩnh biệt tất cả chúng ta, vĩnh biệt những người thân yêu nhất để về với tổ, với tiên, về yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Cụ đã đi rồi, cụ bà mãi mất đi người bạn đời sớm tối bên nhau, các con của cụ mãi mất đi người cha hiền lành, hiền hòa kính trọng, bao dung độ lượng. Các cháu các chắc mãi mất đi người ông, người cụ vui tính thân thương. Xã hội, các đoàn hội mãi mất đi một người công dân gương mẫu, một hội viên mẫu mực tích cực, một cây cao bóng cả luôn tỏa bóng mát cho đời. Cụ Bùi Đức Văn không còn nữa, trước linh cứu, trước linh hồn của cụ hôm nay, trước lúc tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng, các vị đại biểu đại diện cho đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, đoàn hội, bà con xóm ngõ, anh em bè bạn xa gần đã đến dự lễ tang của cụ và có vòng hoa, lễ vật, những nén hương thơm đến viếng chân linh hồn cụ. Tất cả đều cầu chúc cho linh hồn của cụ nơi cõi vĩnh hằng được an giấc thảnh thơi. Từ nay, nơi thánh đường đã vắng đi tiếng cầu nguyện của cụ, nhưng linh hồn cụ vẫn hướng về ngọn tháp giữa trời xanh, lòng mong mỏi thiện nhân kính chúa lành, cầu nguyện phúc âm theo bổn đạo, yêu nước kính chúa vẹn thanh danh. Trong giờ phút chia ly âm dương đôi ngả, vĩnh biệt ngàn thu từ nay không còn nữa, để thể hiện tình cảm và tỏ lòng tiếc thương người đã qua đời, sau đây tôi đề nghị dân tăng chúng ta đứng dậy dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Qua, xin vinh điện cụ Bùi Đức Văn. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa tang lễ, thay mặt cho ban tổ chức lễ tang và gia đình tang quyến, tôi xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu đại diện cho ban chấp hành đảng bộ, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Phúc Thắng. Cảm ơn các ban ngành đoàn thể trong và ngoài xã. Cảm ơn các quý khách xa gần. Cảm ơn ban lễ tang và nhân dân xóm 4 xã Phúc Thắng. Cảm ơn ban nhạc tang cùng toàn thể nhân dân đã đến phúng viếng, thăm hỏi, cầu nguyện chia buồn và tiễn đưa cụ Bùi Đức Văn về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang ta bồi hồi và khi tổ chức lễ tang có điều gì khiếm khuyết, mong các vị lượng thứ. Tiếp theo là lễ an táng đưa thi hài của cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Thứ tự đội hình hành tang như sau: đi trước là cờ và bức chướng, sau cờ là trống kèn, sau trống kèn là linh cữu, người thân và khách đưa tang. Phần điều hành tiếp theo, ban tổ chức giao lại cho cán bộ và nhân dân xóm 4 xã Phúc Thắng. Nghi lễ an táng được cử hành tại nghĩa trang nhân dân Nghĩa Thắng, xã Phúc Thắng. Lễ an táng bắt đầu cử hành. Nhờ anh con cháu của các di chuyển hết cái cây hoa tại trong thôn ra ngoài đường cổng thôn ta. Thế là từ nay trở đi, các nhà này vòng kiểu mô hình của người chồng người cha đáng kính. Gia tộc mất đi một cây đại thụ trở về nguồn, đạo đạo mất đi một bà con hòa nhã thân tình, sứ đạo mất đi tín hiệu đạo hạnh và hiền thông. Mà thôi, tôi được của đạo hóa không ai mà không phải đức vua. Một lần cuối một lần cuối xin vĩnh biệt, vĩnh biệt.
xin định kiến mọi người, tôi ra đi lần cuối, không bao giờ trở lại, hẹn nhau trong đường trời. Xin đừng tiếc nuối làm chi, xin đừng khóc lóc sầu bi, vì nay tôi hết cuộc sống siêu xa, tôi hết ngày tháng lo toan, để vào một đời sống mới. Xin cầu Chúa soi phận tôi, xin người chữa chân tôi. Về nhà Chúa tìm con
reo hoan làng Chúa ơi, đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa, reo hoan làng Chúa ơi, tiếng con hoan là một. Đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Đi về nhà Chúa như dân xưa đi về thánh đô. Đi về nhà Chúa, tâm tư con đã bao đời chờ. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa. Chị em và ở cùng cha, kính thưa ông bà và anh chị em.
hôm nay đã là một tay để qua thánh lễ xin Chúa Cha nhân từ cho ông trong cuộc sống trần gian còn điều gì nằm lỡ thiếu sau được thánh lễ được những lời cầu nguyện của chúng ta xin Chúa tha cho biết để cho ông được hưởng hạnh phúc của Chúa trong đất hàng sống. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã làm tôi nhiều trong tư tưởng lời nói việc làm và những điều thiếu sót với tay tôi, với tay tôi nói là vì vậy tôi xin nước bà Chúa trong tôi.
Có bao giờ chúng con thấy Chúa đau yếu hoặc người tù mệt đến hỏi han đâu? Đức vua sẽ đáp lại rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những người anh em nhỏ bé nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi Đức vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: Quân bị nguyền rủa kia đi đi cho khuất mắt ta mà vào nửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa ta đói các ngươi không cho ăn, ta khát các ngươi không cho uống, ta là khách và các ngươi không tiếp rước, ta trần truồng các ngươi không cho mặc, ta đau yếu người tù các ngươi chẳng đến thăm viếng. Bây giờ những người ấy sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói khát hoặc là khách là hoặc trần truồng, đau yếu hay người tù mà không phục vụ Chúa đâu? Bây giờ người sẽ đáp lại rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi không làm cho chính ta vậy. Thế họ ra đi để chịu thực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Lời Chúa trong các bài sách thánh hôm nay hướng chúng ta đến một cái cuộc sống khác, cuộc sống bên kia cái chết. Bài đọc một chúng ta nghe được trích từ sách Khôn Ngoan, tác giả sách Khôn Ngoan cũng cho chúng ta thấy người công chính thì luôn luôn ở trong tay Chúa, và cho dù họ có gặp những khó khăn thử thách đối với người đời thì cho rằng họ đi vào cõi tiêu diệt, nhưng thực ra họ sống bình an, và qua những thử thách thì họ được trở về với chính Thiên Chúa, nguồn mạnh của sự bình an. Và qua bài sách Khôn Ngoan cho chúng ta thấy được rằng con người không chỉ sống ở trần gian này, nhưng còn có cuộc sống bên kia cái chết. Và điều đó chúng ta thấy được chứng minh qua các tôn giáo. Các tôn giáo nào đều hướng lòng về cái cuộc sống đời sau, đều tin rằng có cuộc sống đời sau. Những cuộc sống đời sau như thế nào tùy theo từng tôn giáo. Còn mỗi người chúng ta đi theo Chúa thì nhờ cái mặc khải, nhờ Thiên Chúa tỏ lộ, thì chúng ta biết rằng có cuộc sống đời sau. Và cuộc sống đời sau chính là trở về với chính Thiên Chúa. Từ lời ca nhập lễ nhắc nhở cho chúng ta, Thiên Chúa thương để rồi tạo dựng, rồi Thiên Chúa thương để rồi gọi chúng ta về, nói đến cái niềm tin của chúng ta. Rồi chúng ta thêm cái niềm hy vọng, bởi vì chính qua cái nỗi niềm tử nạn phục sinh của con Chúa trong bài đọc hai đã nhắc nhở cho chúng ta. Vì một người nhân loại phải chết thì cũng nhờ một người mà nhân loại được sống. Chúng ta phải chết bởi vì liên đới với Adam, thì chúng ta được sống nhờ liên đới với Đức Kitô, bởi vì chính Ngài đã chết và sống lại, là hoa quả đầu mùa cho những kẻ đang sống. Nhờ chúng ta liên đới với Đức Kitô để rồi chúng ta nắm chắc cái phần hy vọng được sống lại. Tuy nhiên thì không phải tất cả mọi người đều được sống lại để hưởng hạnh phúc. Thì trong bài tin mừng chúng ta thấy qua câu chuyện ngày phán xét, thì không phải tất cả mọi người đều bước vào cuộc sống đời sau đều được hạnh phúc, nhưng chỉ là biết sống thì rất là bác ái yêu thương. Chúa không hỏi những người ở bên hữu là làm cái đứng chức vụ gì, nhưng mà Chúa chỉ hỏi về cái công việc bắt đầu. Rồi hôm nay chúng ta có niềm tin đứng vào cuộc sống đời sau, chúng ta cùng với gia đình đang quyến để cầu nguyện cho đang
với cái niềm tin tưởng và niềm tin tưởng phó thác tận tâm vào Chúa, đã một cuộc đời để theo Chúa, chúng ta nắm chắc niềm hy vọng. Nhưng mà bởi vì con người trong cuộc sống trần gian thì nhiều khi vẫn còn những lầm lỡ thiếu sót trong cái bổn phận đối với Chúa, đối với tha nhân và đối với chính mình. Chính vì thế mà cần cái sự cầu nguyện của cộng đoàn. Thế trong ngày lễ ăn đáng cũng đã hết cùng nhập ý với ông đã thức hết dân thánh lễ cuối cùng để tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa đã cho được sinh ra trên đời, tạ ơn Chúa đã trở thành con cái Chúa. Rồi trong năm tháng chúng trần gian đã đặt cái niềm tin tưởng ở nơi Chúa, nó nạo vào lòng thương xót để rồi cầu nguyện cho trong cuộc sống còn điều gì thiếu sót thì nhờ những nghĩ đi xa, nhờ những lời cầu nguyện hy sinh của con cháu để xin Thiên Chúa là cha nhân từ tha thứ để cho ông được hưởng nhân thánh Chúa. Đó là điều mong ước của ông, của mọi người chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng quên để cầu nguyện cho gia đình đang cưới, khi phải tiễn đưa người thân cảm thấy mất mát, không có gì có thể bù đắp được. Nhưng để biến những đau thương mất mát đó thành những lời cầu nguyện cho người thân, và xin Chúa nâng đỡ gia đình đang cưới, nhất là cho Nga Minh được tự nhân thánh Chúa và cả một cuộc đời đã theo đuổi hướng đến niềm hy vọng. Đồng thời khi cầu nguyện cho người qua cố, chúng ta cũng nhìn lại cái đời sống của chính mỗi người chúng ta. Chúng ta có hy vọng, nhưng mà chúng ta không chỉ dừng ở cái hy vọng, mà làm thế nào để sống cái niềm hy vọng đó qua cái điều Chúa mời gọi, sống cái tinh thần vậy, rồi biết kết hợp với Chúa, với chính Chúa để nguồn mạch sự sống, để chúng ta nắm chắc phần hy vọng. Khi chúng ta nhắm mắt người đời, chúng ta cũng được gặp người thân của chúng ta trong nước hằng sống. Đó là cùng đích và niềm hy vọng của chính mỗi người chúng ta. Vì thế chúng ta khi cầu nguyện cho Gia Minh, chúng ta cũng không quên để chính mỗi người chúng ta cũng hướng tới cái niềm hy vọng, cầu nguyện cho gia đình đang cưới. Xin Chúa ban ơn tân nhân gia đình đang cưới. Và cùng bạn cho tính mình dùng. Anh chị em thân mến, trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, Đấng đã chết và sống lại ban cho nhân loại sự sống vĩnh cửu, chúng ta cùng tin tưởng dâng lời nguyện xin. Chúa chính là nguồn sống và ơn phục sinh của chúng ta. Chúng ta cùng niềm lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong hội thánh biết chết đi cho tội lỗi để được sống lại trong Xin thương nghị thêm tôi tới Chúa là ông Đa Minh đã hết lòng tâm.
trong tay Chúa khi còn sống ở đời này, được tha mọi lỗi lầm và được được toàn cùng các thánh trong nhà Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Yeah.
cảm ơn Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Khi tự nguyện lòng mình chịu khổ hình, người cầm nơi quay tạ ơn bề ra và trao cho tăng môn để mà nói. Tất cả các con này nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ ví nộp vì các con. Xin Chúa
con đủ sức tiến về nhà Chúa. Phước chi nhờ bí tích này, người anh em tin điều của chúng con là ông đang linh được vào nước Chúa giữ tiệc vui muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đại trình viên Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu Xuân Ngọc Vân Trường Nam Định Tư Vân Yêu được tin ông Đa Minh Bùi Văn Quang thuộc giáo họ Tây Cường giáo xứ Ninh Hà là ân nhân của Đại trình viên Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu đã yên nghỉ trong Chúa ngày 4 tháng 9 năm 2022. Đức cha Thomas giám đốc quý cha giáo và toàn thể quý thầy Đại trình viên Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu xin hiệp ý cầu nguyện cho ông Gia Minh và thành kính phân yêu cùng với Tam Quyên. Anh lễ cầu nguyện cho ông Gia Minh sẽ được cử hành vào sáng thứ nhật ngày 11 tháng 9 năm 2022 và các thứ nhật tiếp theo tại nhà nguyên đại chủng viện. Cùng với lời phân yêu đại chủng viện xin bày tỏ niềm tin sâu xa đối với ông Gia Minh vì đã có lòng quảng đại đóng góp cho chương trình đào tạo các linh mục của giáo phận. Nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tổ, Thánh cả Du Xe, Thánh từ đạo Việt Nam, xin Chúa rộng mở rộng phòng tay nhân này đón tiếp và ân tưởng ông Đa Minh trong nước Chúa, hành kính quân yêu Bùi Chu ngày 5 tháng 9 năm 2022. Linh mục Đa Minh Trần Ngọc Lăng, Phó Giám đốc Đại chủng viện. Và chúng ta đứng vị chức Phó Tổng Kinh Phủ. Anh chị em thân mến, trong khi thi hành nhiệm vụ này, nhiệm vụ chôn cất thi hài này theo truyền thống Công giáo, chúng ta biết rằng mọi vật đều phải trung thành sống cho Chúa. Vậy chúng ta nài xin Chúa cho thi hài đôi tới Chúa Đồng Đa Minh mà chúng ta đang chôn cất vì xác thịt thư nát, nhờ quyền năng Chúa được sống lại trong hàng ngũ các thánh và cho linh hồn tôi tớ Chúa được sum họp với các thánh và những người đã tin Chúa. Nguyện xin Chúa mở rộng nhân từ trong khi xét xử để tôi tớ Chúa là ông Đa Minh được cứu rỗi và được giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được đấng chăn chiên mảnh vuông của lòng đưa về đoàn tụ cùng vua muôn đời để đáng được hưởng nguồn vui bất diệt làm một với cộng đoàn các thánh. Cũng như mọi người đã qua đời ta ơn nghĩa Chúa Kitô. Vậy xin Chúa lấy lòng nhân từ nghe lời chúng con cầu nguyện mà mở cửa thiên đàng cho tôi tới Chúa là ông Đa Minh và cho chúng con đang còn ở lại được dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau. Đợt ngày mọi người đãi ngộ trong Chúa Kitô được sống mãi với Chúa và bên cạnh tôi tới Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin anh cha và con và thánh thần Amen. Này Chúa con vì dâu bên cha xin cho chúng con cho khỏi ca thủ cho anh cha và con và thánh thần Amen. Ngài sẽ dẫn chúng ta về cõi phúc, nơi quê nhà.
chốn thanh bình. Dẫu gây gốc rất trên đường đi, sầu chan chưa chớ lo chi, hãy quay gót mau lùi về đây, bao ưu phiền hết dần đây. Cùng ngài bước đi, anh qua ra đi khắp nẻo đường, trên khắp nẻo đường cất tiếng mời, trên cất tiếng mời hết mọi người đến, cùng nhau tay theo ngài tiến, nào ban hỡi sẽ dẫn chúng ta về cõi phương, nơi quê nhà chốn thanh bình. Hỡi ai đã cô đau lầm than, đời sương nắng kiếp tha hương, hãy quay gót mau lùi về đây, đi theo ngài xung vầy. Cùng ngài bước đi, thân ngoan ra đi khắp nẻo đường, trên khắp nẻo đường cất tiếng mời, chúng cất tiếng mời hết mọi người. Cao tình thương mà chỉ nên có đau thương, hãy quay gót mau lùi về đây, đi theo ngài sẽ nở đầy. Cùng ngài bước đi, anh hoan ra đi khắp nẻo đường, trên khắp nẻo đường cất tiếng mời, chúng cất tiếng mời hết mọi người. Ngài tiến nào ban hỡi hãy vững tin, ngài sẽ dẫn chúng ta về cõi phương, nơi quê nhà bao tươi sáng. Từng ngày
sống sao thành người để lòng cha vui. Cuộc sống bao lúc thăng trầm, đôi vai cha thêm hao gầy, ngày dài vùi thân mưa nắng, con nào có hay bao điều đắng cay. Nguyện Chúa ban phúc cho người, nay cha ra đi về trời, đường chân giờ đây đã dứt, Chúa xót thương mà ban phúc trời cao. Cha ơi, dù cha đã khuất thì con vẫn thấy cha còn ở đây với con từng ngày. Cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha. Con vẫn thấy cha còn ở đây với con từng ngày. Cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha vui. Cuộc sống bao lúc thăng trầm, đôi vai cha thêm hao gầy, ngày dài vùi thân mưa nắng, con nào có hay bao điều đắng cay. Nguyện Chúa ban phúc cho người, nay cha ra đi về trời, đường chân giờ đây đã dứt, Chúa xót thương mà ban phúc trời cao. Cha ơi, dù cha đã khuất thì con vẫn thấy cha còn ở đây với con từng ngày. Cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha vui. Cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha vui.
vô cánh tung bay qua miền đất mới. Hôm nay người đã gọi con ra khỏi chân đời. Lặng nhìn không gian đầy những người thân, đầy những bạn hữu cánh chim xa đàn, để rồi nhớ mãi, để rồi quên mau. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời, để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên tháng năm dài ngóng chờ, ngày phục sinh hoàn ca tình yêu cõi thiên đường gieo vui. Hôm nay với chiếc khăn tang nghe hồn ra buồn, hôm nay xa cách người thân biết bao ngậm ngùi. Lặng nhìn mây xanh xanh ngát trùng khơi, tìm trong ngày tháng biết bao kỷ niệm trở thành quá khứ, trở thành hư vô. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời, để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên tháng năm dài ngóng chờ, ngày phục sinh hoan ca tình yêu cõi thiên đường gieo. Ai nào có nhớ trăm năm như cánh vạt bay, có ai mong chờ. Hẹn người mai sau trên cõi trường sinh, tình yêu đổi mới ngát hương diệu vời, chẳng còn tiếng khóc, chẳng còn đơn côi. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời, để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên tháng năm dài ngóng chờ, ngày phục sinh hoan ca tình yêu cõi thiên đường gieo vui. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời, để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên tháng năm dài ngóng chờ, ngày phục sinh hoan ca tình yêu cõi thiên đường gieo vui. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời, để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên tháng năm dài ngóng chờ, ngày phục sinh. Thank you.
xin cúi chào tất cả tôi ra đi. Tôi ra đi, đi về nhà cha dấu yêu. Một lần cuối xin giã từ, một lần cuối xin vĩnh biệt, vĩnh biệt bao người tôi dấu chi. Xin đừng khóc lóc sầu bi, vì nay tôi hết cuộc sống dương gian, tôi hết ngày tháng lo toan để vào một đời sống mới. Xin cầu Chúa xót phận tôi, xin người chứa chấp tội tôi, để tôi đi tới tòa Chúa uy linh, xem xét tội phúc công minh, khứng ban hạnh phúc thiên đình. Bao tháng ngày vất vả nơi dương gian, khi chia vui khi buồn cùng nhau sánh vai. Giờ lìa cách bao đớn đau, tạm biệt nhé mong tái ngộ ân tình trong kiếp sau. Xin đừng tiếc nuối làm chi, xin đừng khóc lóc sầu bi, vì nay một đời sống mới. Xin cầu Chúa xót phận tôi, xin người chứa chấp tội tôi, để tôi đi tới tòa Chúa uy linh, xem xét tội phúc công minh, khương ban hạnh phúc thiên đình. Thầy giáo,
hôm nay kính thưa quý các cụ thông gia, bố chúng tôi rồi thông gia với anh em chúng tôi, bố chúng tôi muốn gọi về trước khi trước đây một số ngày sẽ được mọi người đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ. Từ hôm qua đến nay rất nhiều đoàn đến thân yêu, động viên, an ủi mẹ con chúng con. Hôm nay này được mọi người đưa bố con ra một ca mạ dài, có thay thế cảm để chúng con và mẹ con chúng con vô cùng xúc động. Chúng con chẳng biết gì trong lúc can gia bối rối không thể nào tránh khỏi chi trước. Chúng con, mẹ con chúng con xin cúi đầu nhận lỗi và đa tạ tri ân mọi người.